T1 thắng top để giành World Cup, nhưng top không phải đối thủ yếu khi đoàn quân của Jacky Love đã hạ gục Genji. Chưa kể T1 nổi tiếng là thích nghi chậm và thậm chí có phần cố chấp, mà Worlds 2022 khi các trận đấu trước đó thể hiện rõ ràng. Có một thực tế đã chứng minh trong trận đấu chính là top là đội thích nghi rất chậm. Thậm chí khi T1 đã nhìn ra những điểm yếu của đại diện APL, thì đội tuyển này vẫn loay hoay trong lối chơi của mình. Sự lúng túng hiện rõ khi T1 bắt đầu có những lựa chọn đột biến như Jhin, Barr, đường dưới hay Faker, mạnh tay sử dụng cả quốc tướng Yasuo ở ván quyết định. Theo khán giả Trung Quốc, sự tự tin của Faker đến từ việc anh nhận ra top khó bắt nhịp ngay nếu gặp những lựa chọn hoặc lối chơi nằm ngoài dự tính. Trận thua của top còn cho thấy một khoảng cách lớn ở thời điểm hiện tại giữa LPL và LCK. Các đại diện Trung Quốc có kỹ năng tốt nhưng khả năng thích nghi với các biến số còn khá chậm. Bản thân Billy tại MSI cũng chỉ có thể thắng được T1 nhờ những khoảnh khắc cá nhân của Bin hay Nike. Có rất ít những ván đấu mà Billy cho thấy họ out trên T1 từ khâu cắm chọn hay chiến thuật. Từ nhiều mùa qua, LPL có phần thất thế hơn LCK tại các giải quốc tế. Trong 3 năm trở lại đây, những gì các đại diện LPL giành được là hai chiếc vô địch MSI. Nhưng sang đấu trường thế giới, dù có bao nhiêu đại diện góp mặt ở bán kết hay trận chung kết, thì LPL vẫn chưa thể mang về chiếc cúp vô địch thế giới một lần nào nữa sau năm 2021. Đến với World Cup, cộng đồng game thủ đã được theo dõi sự kiện eSports lớn nhất trong lịch sử với quy mô tiền thưởng cho đến các bộ môn. Tuy nhiên, nó chia nhỏ số tiền thưởng ra cho từng bộ môn. Mỗi nội dung là có số tiền thưởng không quá cao so với các giải đấu lớn khác. Điển hình như nội dung thi đấu liên minh, dù eSports World Cup có quỹ tiền thưởng khá lớn là 1 triệu đô so với MSI 250.000 đô. Tuy nhiên, số tiền này được cho là không đủ chi phí đi lại ở một khu vực xa xỉ như Riyadh. Ngay trước khi giải đấu bắt đầu, ngôi sao của top là Jacky Love cũng đã lên sóng livestream than thở về việc tiền thưởng của World Cup quá thấp và không còn đủ chi phí di chuyển. Trên thực tế, liên minh cũng là một trong những nội dung thi đấu có quỹ tiền thưởng ở mức trung bình thấp tại giải. Tuy nhiên, vì chỉ thi đấu trong vòng vẹn 4 ngày nên không có quá nhiều game thủ cũng như khán giả than thở về việc này. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền thông tin về việc World Cup đã thưởng thêm cho các đội liên minh một khoản tiền lớn sau khi kết thúc giải. Cụ thể hơn là mỗi đội tuyển sẽ được thưởng thêm 125.000 đô như tiền lót tay vì đã tham dự giải. Con số này tương đương với việc liên minh sẽ có thêm 1 triệu đô tiền thưởng chia đều cho 8 đội. Tuy nhiên, đây là thông tin được chia sẻ bởi một phóng viên Trung Quốc và vẫn chưa có đội tuyển nào lên tiếng xác nhận. Từ lâu, cụ thể là từ giai đoạn dịch Covid-19 bùng nổ mạnh ở Việt Nam, VCS đã không còn bóng dáng khán giả. Ngay cả khi giải đấu đã được hoạt động trở lại thì phía ban tổ chức cũng không bán vé và khán giả chỉ có thể theo dõi thông qua những buổi viewing party hoặc các kênh phát sóng giải đấu của các bình luận viên KOL được cấp quyền. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn trông ngóng một nhà thi đấu thực sự hoành tráng, nhất là khi Riot vừa chính thức tiếp quản hồi đầu năm. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì mọi thứ vẫn chỉ nằm trên hình ảnh nhà hàng. Ở mùa hè VCS, khán giả sẽ được quay trở lại không khí sôi động của các trận đấu. Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, trận chung kết VCS mùa hè sẽ được tổ chức ở nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 2.000 khán giả vào ngày 17-18 tháng 8. Đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 4 năm một trận đấu VCS được đón chào khán giả đến xem trực tiếp. Trước thông tin từ ban tổ chức, cộng đồng đã không khỏi phấn khích. Nhiều nhân vật đình đám như Minh Nghi, Madora hoài niệm không khí sôi động ngày xưa. Nhiều ý kiến khán giả cũng bày tỏ sự hào hứng nhưng cũng lo ngại về việc số lượng 2.000 vé có thể sẽ bay trong vòng một nốt nhạc. Mặc dù vậy, vẫn có rải rác nhiều ý kiến tỏ ra hụt hẫng khi không phải là một nhà thi đấu thực thụ riêng của VCS mà chỉ thuê lại một nhà thi đấu khác để tổ chức. Tuy nhiên, nếu nhìn ở mặt tích cực thì đây là một động thái tiền trạm cho một nhà thi đấu mới sẽ có thể ra mắt trong thời gian sớm. Quan trọng hơn, khán giả sẽ được sống trong không khí sôi động của ngày xưa và chính tuyển thủ cũng sẽ được chào đón khán giả, tận hưởng một không khí cuồng nhiệt, điều mà có lẽ họ cũng đã rất nhung nhớ. Trong ván thi đấu quyết định tại World Cup, Faker quyết định sử dụng Yasuo như một vị tướng được rất nhiều người chơi Liên Minh Huyền Thoại yêu thích để có thể đối đầu với Corki của Dream. Điều này ngay lập tức tạo ra một làn sóng sử dụng Yasuo cho các máy chủ trên toàn thế giới và mới đây Viper đã phải chứng kiến điều này trong buổi livestream. Viper leo rank như thông thường. Anh đã thấy đồng đội của mình sử dụng Yasuo để có thể đối đầu với đối phương bên kia sử dụng Corki, giống như hệt cầu đấu giữa Faker và Dream. Viper đã phải lên tiếng. À, mấy người này xem trận đấu hôm qua phải không? Mấy người có xem không vậy? Corki Yasuo, thế sao phải làm thế? Ông có phải sang hút đâu? Phản ứng hài hước này của Viper ngay lập tức nhận được nhiều sự yêu thích đến từ các fan. Có thể thấy sự ảnh hưởng của Faker là một cái gì đó rất lớn. Và với lượng fan đông đảo của Faker thì có thể thấy việc sử dụng tướng giống với thần tượng của mình là một điều hết sức bình thường. Hy vọng trong thời gian sắp tới, chủ tịch Lee sẽ có thêm nhiều dấu ấn mới lạ cho các fan học theo. Nhưng hy vọng điều này sẽ không làm nát chế độ xếp hạng trong thời gian tới. Faker đã thi đấu từ năm 2013 cho đến nay, anh đã thi đấu chuyên nghiệp được 11 năm. Đây là khoảng thời gian dài đối với một game thủ chuyên nghiệp. Bình thường một game thủ chuyên nghiệp không thể nào thi đấu đỉnh cao trong một khoảng thời gian như vậy. Hầu như sẽ chuyển sang vai trò khác như huấn luyện viên, phân tích viên hoặc streamer. Một vài ví dụ điển hình như Benji, Uzi, Luigi. Rất nhiều huyền thoại của tựa game đã giải nghệ ở khoảng thời gian thi đấu từ 5 đến 8 năm. Để có được phong độ đỉnh cao như Sanghoop là một điều không hề đơn giản. Nó đòi hỏi một quá trình chuyên nghiệp cao, luôn luyện tập. Có thể thấy Faker rất ít khi tham gia vào những cuộc vui bên ngoài. Mặc dù bây giờ tài sản của Faker thừa đủ để anh ăn chơi, nhưng chủ tịch Lee vẫn sống một lối sống giản dị và tập trung hoàn toàn cho công tác luyện tập và thi đấu. Gần đây Faker đã chia sẻ lại bí quyết vì sao anh có thể giữ được phong độ lâu như vậy.
Tôi nghĩ bản thân có thể ở vị trí đó lâu dài nhờ vào sự cố gắng hoàn thiện và tiếp tục làm việc thật chăm chỉ. Ngoài ra tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục thi đấu thật tốt vì hiện tại tôi có những người đồng đội tốt và người hâm mộ luôn ủng hộ mình. Đây là một trong những chia sẻ đơn giản nhưng mang lại động lực cho thế hệ game thủ bây giờ. Thi đấu chuyên nghiệp lên tới 11 năm mà vẫn đang chăm chỉ nỗ lực từng ngày. Server Hàn Quốc có rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng khắp thế giới chọn luyện tập và chất lượng chuyên môn cực kỳ cao. Với sự khắc nghiệt ở cua rang hàng, việc đạt đến những bậc rang từ cao thủ trở lên được xem là điều vô cùng khó, không với chỉ cả người ngoài mà ngay cả với những game thủ người Hàn. Mới đây, Moham thuộc team Challenger của DK đã làm được điều được xem như rất khó tại server này, đứng top 1 và xếp hạng thách đấu để ngạo thi chúng sinh. Đặc biệt hơn, nên nhớ đây là tuyển thủ hỗ trợ. Đây là lớp tướng chỉ có tác động mạnh mẽ trong giai đoạn đầu game, nhưng càng về sau càng khó gánh đội. Và nhất là trong môi trường xếp hạng cao như thách đấu hàng thì mọi game thủ sẽ đánh càng cẩn thận ngay từ đầu nên rất khó để lợi dụng ngưỡng sức mạnh của nó. Một trong những vị tướng thành công nhất gần đây của anh là Leona, một hỗ trợ mở và chống chịu rất khỏe trong meta. Những đồ hỗ trợ mà anh chàng lựa chọn mới đáng chú ý. Thay vì khiên vàng thượng giới hay cổ xe mùa đông quen thuộc với mọi game thủ Leona thì Mohan lại phun công với huyết trảo. Anh có vẻ rất khoái món trang bị hỗ trợ này khi bị tướng nào dù là thang hay mở giao tranh cũng lên huyết trảo trước, với khả năng dùng sát thương mạnh lên đòn đánh. Huyết trảo đặc biệt phù hợp với một hỗ trợ tấn công như Leona khi bộ combo của cô trong giai đoạn đầu game đặc biệt nguy hiểm. Thậm chí trong lựa chọn ngọc hỗ trợ thì anh lấy luôn tác động bất chợt ở nhánh phù, qua đó càng tăng lượng sát thương dồn lên người đối phương. Tất nhiên đó là hai điểm lạ nhiều nhất trong lối chơi sử dụng Leona với Moham. Còn lại thì chất tướng chống chịu của Leona vẫn được giữ nguyên nhờ vào ngọc dư chấn ở nhánh chính và lối chơi crush giáp máu đầu tiên cơ bản đang thực hành ở các hỗ trợ. Nhìn chung lối chơi này có vẻ khá cân bằng giữa tấn công và thủ, đồng thời cũng tôn lên những ưu điểm của Leona.